oxy hướng dẫn các bạn cách sử dụng máy tạo oxy Kaneko dây 5. Trước tiên các bạn phải cắt cái dây ở bên dưới chân máy để cố định máy khi vận chuyển. Cắt bỏ đi. Sau đó bạn cắm điện. Tuy nhiên bạn nhìn thấy cái bình đổ nước để làm ẩm không khí có vạch min và max, bạn đổ nước giữa hai vạch đó. Năm lại. Dây oxy kết nối giữa máy và bệnh nhân. Các bạn cắm vào bình đầu ra, các bạn cắm vào mũi bệnh nhân, sau đó các bạn bật máy. Về mức sử dụng lưu lượng của người bệnh mà các bạn điều chỉnh từ 1 cho đến 5. Máy này là 5 lít trên phút, lên tối đa sử dụng là 5 lít. Trong phần hướng dẫn sử dụng máy tạo oxy, tôi lưu ý các bạn trước tiên ở trong cái các phụ kiện đi kèm này, phần lưu ý cắt dây này, nhớ cắt bỏ dây ở dưới phần chân máy. Thứ hai là các vị trí phin nọc để làm sạch oxy khi được đưa vào máy. Đây là phin nọc màu đen thì các bạn bật ở bên cạnh. Trong vòng 1 tháng cho đến 3 tháng các bạn liên tục kiểm tra cái này để bẩn thì mà đang đi giặt. Còn đây là phin nọc màu xanh, các bạn nhìn ở bên trên nắp hộp này thì các bạn mở cái này ra. Không khí màu xanh, các bạn tháo ốc ở vị trí mở nắp trên, tháo ốc. Bạn tháo lên ra, bạn thì thấy nó hình cái cốc ở bên trong của máy. Bạn xoay kiểm tra thấy bẩn và thay vệ sinh và lại lắp vào. Còn có một lưu ý là cái vị trí mà sủi bong bóng giống như cái vòi hoa sen này, các bạn để ý là khi có nước vào nó sẽ đóng cặn và bịt lỗ, làm cho không khí ở cái này không thoát ra được và cái cột lưu lượng không thể hiện được số 1, 2, 3, 4. Các bạn phải vệ sinh thật sạch.